đắm trong vị ngon sảng khoái từ trà mật ong quán cha vị chanh. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Tiếp tục gửi tới các bác một bộ sản phẩm nghe nhạc, đặc biệt là những dòng nhạc EDM liên khúc cũng như là non stop dành cho những bạn trẻ cũng như những bác khách ở quê mà yêu thích những cái dòng nhạc trữ tình organ không lời. Đây là bộ sản phẩm Panasonic PMX9. Cách đây khoảng 5 hôm trước thì bên em cũng có đăng tải một bộ sản phẩm Panasonic PMX9 với chân đế máy đi kèm. Và ngày hôm nay thì em sẽ đăng tải tiếp tục tới một bộ Panasonic PMX9 tiếp theo với hình thức tuyệt đẹp xuất sắc. Đặc biệt bộ này là một bộ hàng nguyên thùng xốp, đầy đủ thùng xốp với khiển zin cũng như là phụ kiện. Mức giá của PMX9 ngày hôm nay về hàng vẫn mức giá 8.500.000 các bác nhé. Một mức giá rất là hấp dẫn để các bác có thể trải nghiệm cũng như là sở hữu một bộ dàn có cái khả năng chơi nhạc rất là đa năng. PMX9 của chúng ta thì là một trong những cái phiên bản nâng cấp của PMX5, được sở hữu cái cặp loa bóng piano cực đẹp trong cái dòng cao cấp của hãng, trong cái thương hiệu PMX. Sau cái nguyên mẫu PMX9 này thì không còn một cái bộ, không còn hệ thống nào được nâng cấp từ cái phiên bản này nữa. Và chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt trước phay vuông độc quyền của cái dòng PMX5 và PMX9. Cặp loa zin vẫn là loa bóng piano 3 đường tiếng, công suất 120W, bass đường kính 14cm, trung âm đường kính 2cm và chép đường kính 1cm. Ở trên Panasonic PMX9 thì chúng ta sẽ có một cái dock của iPhone. Các bác đang nhìn hiện tại nó cắm một chiếc iPhone ở đây, chơi nhạc rất là tiện các bác nhá. Các bác về nhà thì các bác vừa sạc cho thiết bị, vừa có thể nghe nhạc, các bác chỉ cần đặt cái điện thoại vào cái dock đế này của PMX9 là chúng ta vừa sạc cho điện thoại mà vừa chơi nhạc các bác nhá. Đây là một cái điểm mà rất là tiện ở trên cái dòng sản phẩm này. Ngoài ra thì cái máy PMX9 của chúng ta còn hỗ trợ chúng ta chơi từ USB mặt trước với khả năng đọc nhạc lên tới định dạng nhạc FLAC Lossless. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng đọc CD rất là hay ở đây. USB, CD, iPhone với dock, và thêm một tính năng nữa đó là tính năng Bluetooth. Bluetooth không dây cho thiết bị này. Có thể kết nối với mọi loại điện thoại có hỗ trợ công nghệ Bluetooth không dây cũng như là với mọi nền tảng iOS cũng như Android. Đó, hình thức bộ này đánh giá gần như mới 98%. Các bác nhìn thấy mặt lưng này, không có sức răm, không có cấn cạnh, cặp loa bóng piano cực đẹp. Ở trên đây là những cái bụi mà chúng ta chưa phủi đi thôi, còn rất là đẹp, loa có đầy đủ e-căng. Cặp loa này là công suất 60W một kênh, trở kháng 3 ohm các bác nhé. Và cái điểm hay của Panasonic PMX nói chung ấy, đó là cái khả năng tinh chỉnh bass chép được tích hợp ngay trên mặt máy. Cái điểm hay nữa đó là cái công nghệ D-Bass độc quyền của cái thương hiệu Pana tạo ra cái tiếng trầm rất là mạnh các bác nhá. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ cả Wi-Fi để các bác có thể truyền tải nhạc qua DNA với cái hệ thống này. Tuy nhiên một cái tính năng Bluetooth đã là quá đủ cho một cái kết nối không dây trên cái thiết bị này rồi. Máy được sản xuất năm 2013. Ở phía sau của máy thì các bác có thể nhìn thấy hệ thống jack loa dạng kẹp này, rồi có cả đường cắm mạng LAN cũng như một đường audio in phía sau. So với PMX100 cùng phân khúc thì Panasonic PMX9 sẽ khác ở những cái điểm sau. Sẽ giống nhau về cặp loa và khác về cái form thiết kế của Uply. Uply thì sẽ khác thêm một điểm nữa, đó là PMX9 của chúng ta thì sẽ hỗ trợ dock iPhone, chân cắm Lightning thế hệ mới nhất. Còn Panasonic PMX100 thì sẽ có cổng USB lắc để chơi từ máy tính xa. Đây là cái điểm khác nhau duy nhất giữa hai sản phẩm trong cùng phân khúc của thương hiệu Panasonic các bác nhá. Hàng đã về và em đã test đầy đủ tính năng về CD, USB cũng như Bluetooth. Hiện tại thì đang giới thiệu tới các bác cái tính năng chơi nhạc từ cái YouTube qua cái đường dock các bạn. Đây.
bác thưởng thức một cái đoạn nhạc tới từ tính năng CD các bác nhá. Chúng ta tạm dừng cái tính năng này lại đi. Tạm dừng cái chế độ USB này. Chuyển sang CD. Và chúng ta khi chúng ta chuyển CD thì chúng ta sẽ nghe cái bát chép nó thay đổi một chút so với cái gu nhạc với cái du organ. Ở đây chúng ta sẽ có thể đóng cái nắp này xuống. Sản phẩm khác, em xin tổng kết lại bộ Panasonic PMX9 ngày hôm nay về hàng. Đây là bộ sản phẩm đẹp trên 98% với thùng xốp cũng như đầy đủ phụ kiện zin đi kèm. Các bác có thể ngắm nhìn lại một chút về hình thức của thiết bị này. Không gian chơi nhạc của Panasonic PMX9 thì sẽ khoảng 30m² trở lại các bác nhá. Nguồn nhạc thì các bác có thể chơi đa dạng nhạc tại vì dòng này thì bát rất là khỏe. Đây là thùng xốp của máy đang để bên dưới các bác nhá. Và chỉ có một bộ duy nhất có thùng xốp thôi. Bạn nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Mức giá của thiết bị là 8.500.000 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.